Rồi, mấy chú cháu mình xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hiện tại mấy chú cháu mình đến cái quán là Kiều Tiên. Ở đây mình thấy là có đặc sản gà đốt Hồ Ô Thum. Bây giờ mấy chú cháu mình đi một vòng rồi mình tìm một cái tum nào đó ngồi mấy chú cháu mình thưởng thức cái đặc sản ở đây ha. Đúng rồi, ok. Rồi, đi lúc anh trai nó dẫn mình xuống tum luôn. À, thẳng xuống dưới nha. Xuống dưới cặp mé luôn Út. Cô Tiên thấy bữa nay đi chơi vui không? Đúng rồi, không? Giờ mình vô trong đây mình tìm cái chỗ ngồi xong đi rồi giới thiệu cho cả nhà. Đi xuống mé bên đây nữa quên. Đây nữa. Ủa, hồi nãy thì mình nghe là nói còn tum 4 người mà không biết giờ mình liên hệ với ai nữa. Em ơi còn tôm ghế không mày, mà ở đây ồn quá. Ôi gì lên phía trên kia tự tìm luôn đi, kiếm chỗ nào em mà mình vô. Tiến ra chụp hình không? Cái trời này nhìn đẹp nè ha, màu hồng nè. Hồi nãy mới hỏi anh không có trống ta, có trống không anh? Có khách dậu anh. Ờ có khách hả? Vậy mình đi vòng đi hơn lên chưa? Có trống không em? Trời ơi. Cái view đẹp quá Út ơi, chụp hình không Út? Ồ chá. Mấy chú cháu. Ở đây hiện tại thì còn nắng quá. Mà giờ chưa có tum để ngồi luôn. Giờ chắc phải lên trên kiếm tum đi rồi. Chiều chiều mát mát xuống đây mình check in. Có rửa tay gì đó thì đỉnh nước nó thấm xuống cát. Quá trời luôn. Có cái tum nhỏ nhỏ đó được không Út? Đó, chỗ băng kìa. Ở dưới đó đó, vừa có hồ vừa có. Quan trọng là có hai cái võng hả? Ờ dạ. Được. Nãy giờ mình đã tới cái quán ăn rồi nhưng mà tìm cái tum ngồi rất là khó luôn. Mừng thấy võng cái mừng cười tươi như mùng 1 Tết vậy, đã giờ đi mệt quá. Giờ quyết định là bốn chú cháu mình vô đây ha. Bây giờ mình vô đây ngủ giấc đi nè. Nằm ngủ mẹ thôi. Quán thì rộng lắm, có hai ba phía lận. Bây giờ mình phải ổn định để mình kêu món ăn đi, rồi một chút xíu nữa mình mới đi một vòng tổng quan chia sẻ với cả nhà mình ha. Cha cha. Gì con? Đẹp ha. Quá đẹp ha. Quá trời luôn ha. Ở đó có trái tim nữa kìa, giống ở đằng kia kìa tiên. Nó trái tim màu xanh xanh. Anh Quang. Ha. Bán nước thốt nốt. Một chai gì 30 ngàn dạ, nữa con? 30 ngàn con mua 1 chai. 2 chai đi ngon. 2 xài 2 chai 15 nè. Chai được rồi. Xài keo ngon. Đó là xài gì cô? Xài keo ngon, dùng thử cái. Tự nhiên thấy cái chảy nước miếng chứ không gì ạ? Hả? Nhìn cái chảy nước miếng. 2 chai gì là nhiêu tiền? 15 ngàn bọc này.
trả tiền danh mục này luôn. Ô bằng 30 45. Dạ. Cô người ở đây luôn hả cô? Dạ, người ở đây chị. Dạ. Con đưa cô 5.000 mà cô thợ con 60 cũng dễ hơn. Dạ. Xong có em gái đang lại chân mình kêu món ha. Em ơi, ở đây mình có menu không hay là mình gọi miệng em? Dạ, menu trên đây nè anh Quân. Sao ghi? Giờ băng đọc menu mình kêu món em. Gà đốt là người ta kêu bằng gà đốt ô thâm đó không? Gà đốt hả chị? Gà đốt ô thâm là bên em có 4 loại giá. 370, 300, 320, 350 là tùy theo lớn nhỏ. Tùy theo lớn nhỏ đó ha, chứ cái khẩu vị là nó như nhau đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi gà hấp lá chút, gà hấp nước mắm, gà nấu cháo, gà nấu chanh ớt, gà nấu lá giang. Lên đây là mình ăn gà đốt ô thâm đi cho nó đặc trưng. Tại vì mấy cái món còn lại là mình đã nhà mình đã nấu rồi. Dạ. Chị chốt cho chị là một cái con gà đốt 270, một phần ốc núi với lại một dĩa nấm chàm xào một cây nhỏ. Dạ. Chị ơi, ốc núi là bên em có xào tỏi với luộc sả. Luộc sả đi không ơi. Mình có ăn cái kia xào rồi thì này mình luộc sả đi ha. Xào luộc sả đi, tại xào nhiều khi cũng dầu mỡ nhiều quá. Dạ rồi. Chị em chốt món lại cho chị nghe, một gà 270, một ngọc kê xào, một ốc núi luộc sả. Rồi. Với lại cho chị mấy cái kim thi cho chị mấy cái tẩy đá để chị ấn cái này nè. Dạ được rồi. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ. Chị cảm ơn nghe bác. Dạ. Dạ cho. Dạ biết cái này là cái gì không? Cái ghế ngồi. Bàn thấp. Ghế thấp luôn. Im, chỗ này im. Bây giờ mấy chú cháu mình tạm thời đi xong cái nhà, cái quán này rất là đông. Cái wheel mà bà con thường hay thích nhất là những cái wheel mà có sông nước á. Cho nên là cái cặp bé sông là nãy mình đi là nó quá đông đi. Mấy chú cháu mình hết cái bàn rồi cho nên là mấy chú cháu mình đi qua bên đây. Vừa có núi nè, vừa có ruộng, vừa có hồ. Cũng hợp lý. Rồi chút xíu nữa đây thì mình ăn xong rồi mời cả nhà mình đi một vòng. Để giới thiệu cả nhà mình cái mé bên kia xong là cái hồ. Rồi chắc tiện thể hơi anh Quân mở xe lấy cái livecam ra em like cho bà con xem cho nó đẹp. Rồi anh Quân quay cái khúc hồ bên kia ha anh Quân ha. Cái phía này là có núi nè, rồi có hồ đàng hoàng. Cũng núi hồ ha. Rồi cái bên đây là có ruộng nè cả nhà. Đó. Băng à, cái chỗ nhà mùa mình đất của cha con đó. Dạ. Cái này mà tới vô cái mùa du lịch chắc không còn tâm ngồi đâu. Quá trời đông luôn rồi cả nhà. Mình cũng không biết quay làm sao mà tổng quan cho cả nhà thấy hết, nhưng mà để một hơi mình nghĩ là mình sẽ lên máy livecam cho nó tổng quan thôi, chứ còn quay mà để quay hết đi hết thì cả nhà xem cũng khó, rất là khó hình dung. Đó. Bây giờ khách phải di chuyển lên tới hướng trên đây. Hồi nãy là mình đi cặp máy xong rồi nhưng mà hết tâm cả nhà. Đó, bây giờ khách bắt đầu di chuyển lên cái khu của mình nè. Bây giờ chú ơi, lấy máy để cam rồi, trời trời mưa. Đồ ăn ở đây làm cũng gọi là khá nhanh đó cả nhà. Nãy mấy chú cháu mình có kêu con gà đốt mà xay nhỏ. Mình có cắt cái phần đầu ra rồi, tại cũng có một số chính sách đó cả nhà. Đây là phần con gà đốt ô thâm của mấy chú cháu mình kêu nè. Bên đây là một phần nấm chàm, xào ngọc kê. Đó. Rồi cái món gỏi này thì đi kèm với lại cái con gà, gồm có bắp cải nè, rau găm nè, bông điên điển nè. Còn bên đây là ốc núi luộc sả. Ốc núi luộc sả. Menu ở quán thì rất là phong phú, rất là nhiều, nhưng mà để đến đây thì mấy chú cháu cái bước ban đầu là chỉ xác định là ăn cái món gà đốt ô thum thôi. Đặc sản ăn ra ha. Thì mình cũng có kêu thêm vài món, thì mình ăn xong nếu mà sức ăn mình có thể thì mình kêu thêm vài món nữa để mình ăn tiếp. Giờ băng sẽ xé con gà ra đi ha. Tỏi đúng bài ha. Tỏi đúng bài ha Út ha. Lâu lâu dẫn chú Út đi ăn mấy cái món gọi là đặc trưng á. Đặc trưng riêng. Cho chú Út biết. Từng vùng miền Tây đâu. Dạ. Từng vùng miền. Dạ. Có tỏi là Út chịu ha Út. Chịu. Cái con gà này do là bốn chú cháu mình kêu cái xay nhỏ nhất, sợ là ăn không hết thì nó phí lắm cả nhà. Mấy chú cháu mình đi quán ăn cái là bà chủ quán không tốn tiền rửa chén luôn. Ăn là canh cho hết, ăn là phải canh cho hết chứ không có để phí. Còn nóng dữ lắm luôn nha anh Quân. Nóng rồi. Được cái quán ở đây mình thấy làm rất là nhanh luôn, nhanh. Mặc dù rất là đông khách. Con nghĩ mà cái hệ thống bán hàng này đông lắm. Nhân viên làm nó cục. Dạ. Mấy bạn phục vụ, mấy em phục vụ cũng rất là nhanh. Nóng dữ lắm, bây giờ tạm thời em xé ra những cái miếng bự gì đây. Bữa nay cho cô Tim thưởng thức cái đùi, ôi cái đằng ha. Con cầm. Ngon. Ngon hả? Ôi.
do là trời đang chuyển mưa cả nhà. Hồi nãy mình vô thì trời nắng mà giờ quay nó hơi tối, ánh sáng không đủ. Không được kéo rèm con, kéo rèm nó sẽ tối hơn. Cũng đừng xé ra cũng dễ cho bộ nhiều à. Lắm à. Nhiều lắm ạ. Nhiều quá, ba chú cháu ăn hết này cũng bệnh á, bệnh là kiểu mình ăn xong ngủ giống như cái trời mình nói á. Thôi thôi. Út quay, út qua. Út gấp đá vô để mình uống cái chai nước thốt nốt của mấy chú cháu mình mua luôn nè. Rồi, ông út cái này đi, tại Putin là con xé nhỏ ra nữa Putin mới biết ăn mới ăn được. Hay là Putin cầm cái đùi trước đi rồi xé đi rồi chút xíu nữa có gì mẹ xé ra cho để con ha. Đó là em cho Putin cái đùi mà nó trọn lõn gì nè, Putin nó dễ ăn. Còn Putin ông út là cái đùi bự. Rồi anh Quang, cái chén của anh Quang đâu rồi ta? Bên anh để bên kia. Đúng nè. Ừ. Anh Quang em cho một cái mạng đùi. Mạng đùi dính cái phao. Dính cái phao. Cái phao này để dành bơi lội. Bơi lội. Chứ không biết ăn. Con biết cho nó cái phao gì không tin? Cái phao câu. Ăn cái đó là không cần bơi con. Biết bơi luôn á. Băng đưa hai cái đùi này cho là Út nghĩ có thằng con này người xưa nè. Ngồi trong bàn ăn đó. Dạ. Nhất là người lớn tuổi nhất ở đó. Hai là trẻ. Hai là nít. Nít. Dạ. Đó là y vậy luôn. Dạ. Giữa giữa như tụi con coi như bỏ rồi. Putin, cho cha một cái cảm nhận bữa nay mình đi vậy đó. Rồi con tới cái quán này, con có thích không? Cái này con chia sẻ thật lòng cho ông bà cô chú nghe. Cái quán ở đây con thấy đẹp không? Và có thích cái quán kiểu gì không? Cái này thì thôi gọi là mơ luôn. Là sao? Là im không? Ý là nó mơ, nó mới thấy được cái cảnh như vậy đúng không? Nó thích lắm, Putin thích lắm. Gọi là hết sảy gì? Hết sảy con bà Bảy phân. Cháu bà Bảy phân chứ. Bình thường miền Tây mình có cái câu hết sảy con bà Bảy. Tại băng con bà Bảy đó, cô Tiên nói hết sảy con bà Bảy phân. Dữ quá, dữ vậy. Là nói bà ngoại đó. Cái nước này nãy là mình mua hai chai nước thốt nốt nha cả nhà. Một chai 30 ngàn. Mà mình hồi nãy là tính mua một chai trước để uống thử coi làm sao. Mà Út có khui ra Út thử á, thấy ngon quá mua thêm chai nữa để đem về cho nhà mình uống. Đây vậy. Vừa vô thì mình mua hai chai nước thốt nốt với lại hai trái xoài 15 ngàn. Hai trái xoài, xoài gọi nãy là xoài keo. Ăn ngon lắm cả nhà, giòn giòn, đúng không? Giòn lắm. Đá rồi. Đá. Giờ uống đi, mọi người uống nước ở thốt nốt thử đi, Tiên uống thử đi, con uống được không? Vô cái nè. Con uống thử rồi, chai mới uống thử nè, êm lắm. Rồi bây giờ đồ ăn xong rồi, nước cũng xong rồi, giờ mình đụng cái mình mời cả nhà ha. Gì hả? Rồi, 1, 2, 3, vô. Rồi xin mời cả nhà. Nó ngọt ngọt mà nó cảm giác nó có cái mùi ga ga á. Nó có cảm giác của cái mùi đường thốt nốt mình nồng mình đã kêu bằng nồng nồng lên á, mùi mùi đường á. Rồi cô tiên. 1 2 3 vô. Vô. Em cũng múc cái cục bự này dặn cho xứng tầm mới được. Mình cũng làm luôn. Con nghĩ là cái da nó ngon. Tiên ơi, ăn đường như múc à. Ngon á. Da ngon. Da ngon. Da nó thấm. Da có gia vị rồi nó giòn giòn. Thịt nó cũng thơm thơm. Tại cái quán thường thường cái món gà lốt u hum nè. Ta làm trên lửa lớn. Cái nước bán chấm là Út chấm cho đúng nước nha. Đúng mà. Dạ. Cái đùi này mình uống nước thốt nốt vậy Út thấy đúng không Út? Nói chung hơi cũng khoảng một tí. Do là mấy chú cháu mình đi xe á cả nhà, không có được. Không được. Ngồi ở cái wheel như vậy mà ngồi ăn những cái thức ăn ngon, rồi thêm cái wheel mát nữa. Trời ơi, bữa nay cũng lâu rồi mấy chú cháu mình mới có dịp kiểu mà đi gì một ngày trải nghiệm gì. Cái nút chấm nó sao đặc biệt. Hay, cái này có lá chanh nè. Dạ, theo nghĩ. Có. Lá chanh hoặc là lá chúc. Lá chúc. Dạ. Ăn đi Út. À ngon. Ăn đi, ở đây hơi nữa đó bụng mình kêu đủ thức ăn hết mà. Ha mốt ăn đồ nhú ăn như nè, ha. Cái bên cạnh nữa. À. Cái da ngon thiệt. Tin ăn được không con? Ăn đi. Con có cái chấm gì hết trơn. Có nước chấm nữa đó con. Ăn không nó ngon rồi. Dạ. Nguyên chất luôn hả? Nè cái nước chấm này nè. Con chấm nước chấm này nè. Có vụn răng. Hay chiến cần cổ nữa, có sẵn chốt luôn. Bạn chuẩn bị cần cổ hả? Út mình phải cần cổ lắm. Cái này giống như cái bữa sinh nhật của ông Út vậy. Ừ. Dạ.
tỏi nữa. Tỏi này người ta cháy, cháy như xả là cũng chín nè. Tỏi im. Bùi bùi ha. Bùi bùi, bùi. Gỏi. Gỏi này gồm có bắp cải nè, bông liên điển, rau găm. Rau găm với lại một ít bắp chuối. À, bắp chuối ha. Ừ. Trời gầm hì hì quá. Gan gà ngon thiệt. Em ăn cái miếng này ngon nè. Em phải không? Ờ, nó thấm. Yeah. Cháy cháy. Hú hồn không? Ngon chết. Xét à. Út ăn nữa đi Út. Rồi từ từ từ. Cái gà này là gà thả vườn nè Út. Gà thả vườn. Nó dai, nó ngon. Cái thịt nó chắc. Cái gà này là gà gà tre. Không, con gà nồi nhỏ. Gà gà nhỏ. Cái gỏi cũng bạc. Cái chỗ này nó thấm. Đúng rồi. Bữa nay xả đầu bếp nguyên ngày, khỏi nấu nướng mà được ăn thoải mái luôn. Thì có hồi nãy rồi. Ngon. Có hồi vô hồi nãy là miếng không. À, lúc mà ăn lẩu châu Kiều Thu là chỉ có thả thịt vô thôi chứ không có làm gì chứ. rồi ăn món này chỉ lấy cái giả bộ lấy tay kia xé xé gà thôi ha. Bây giờ Tin ăn gà một ít thôi cha cho Tin thưởng thức cái món ngọc kê. Ngọc kê. Rất là béo. Mọi người ăn gà đi, rồi mình tranh thủ mình qua món món mới. Ở đây thì mình tính gà cù Tin bây giờ món nào ăn cũng được. Nếu thấy nè, hồi nãy ăn ăn lẩu châu mà ăn cái châu nhúng mỡ đó cũng ăn được nè. Rồi trong lẩu thì ăn bò. Còn nãy giờ mẹ xé cho cái đùi nè, ăn trong chén còn có miếng nhỏ chứ nhiều. Ngon mà. Ngon ha. Bữa nào gũ thêm emo với lại con lại mới đã. Ừ. Con thích được gũ lại quán này không? Thích. Rồi, Tin ăn hết món đó đi, rồi mẹ gấp ngọc kê cho. Gấp chút đi. Này, Út. Út là phải lựa kê bự. Ăn là ăn hai cái nha, chứ không phải nó nghiêng à. Đã, con ăn đâu. Hai cái. Để mẹ gấp con ăn thử, mẹ không được thử thì thôi. Cái nhỏ. Rồi, Tin bóc luôn đi, không sao đâu con. Nó béo như ốc heo vậy đó. Nhưng mà cái nấm tràm này á là đặc đặc biệt ở ngoài Huế á, là tới mùa á, dạ. Là người dân nó thích lắm nấm nấu cháo á. Dạ. Nó đắng 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 ngon lắm. Vậy mình thử đi cái ha. Nào Út? Nấm tràm nè. Con ăn đi. Này nè, mình xào con này ok nhưng mà thường nấu cháo ok lắm á. Dạ. Nó nhặn đắng mà đắng ngon. Ở Phú Quốc mình cũng có mà rất là hiếm. Nó nhặn nhặn không? Nhặn. Nhặn nhặn. Giòn. Giòn. Giòn cũng nhấm nhấm như nấm mối mình cái độ nghe cái, mình tưởng tượng vậy đi nghe chứ nó giống thì nó không giống, nó có độ nhẵn. Trời ơi con ốc đâu anh Quang đưa hình thù em coi cái anh luôn ở gì đó ha. Cô Tin vô ăn ốc rồi cô Tin. Ở nhà thịt không nè. Ủa ốc lễ ra đó hả? Ốc lễ nè. Ồ im gì? Đây luôn. Dạ. Chấm mắm xả. Cứ bằng trước đi. Cái con bị khép miệng. Ôi có con gì bự nữa. Ừ ngon. Ê cái này không biết phải không nè mà sao nó bự ta? Bự lắm. Thì có con này con kia. Cái miệng nó gì không? Cái miệng cái mày đó đó. Lễ ra xong lấy cái mày sao? Mày không làm gì đó. Ồ em thấy cũng dễ được. Lễ ra nè, dễ ra lắm. Nguyên chắc hả? Sao thế nào? À, cái này không có mày nè. Giòn giòn. Cũng im. Có thấy giống ốc nào không? Có giống ốc nào không? Ăn được luôn. Chưa có cảm nhận được giống ốc nào. Giống ốc nhảy không? Giống ốc nhảy không? Nó mềm hơn con ốc nhảy. Vậy ha. Nó giòn hơn cái ốc mình... mà ốc mình mua ở chợ nhỏ nhỏ mà ốc khúc. Dạ. Có vẻ gì mà nó giòn hơn. Dưới được mình rồi. Thì mấy cái loại ốc sò hến rồi cũng nhiều lắm. Ở dưới Kiên Giang mình á, vùng biển á, rất là nhiều. Dạ. Ốc nhảy, ốc đồ mình rất là nhiều. Nhưng mà ốc núi này thì mình không ganh quá. Ôi để mày ra thôi. Dễ lộn quá, à, dễ lẻ quá ốc nha. Để ốc mình nhiều, không dạ. Có nhiều. Quá hợp lý luôn. Đây,
Út, anh Quang ơi, bữa nay Út lên núi làm như Út lễ ốc coi, chuyên nghiệp hơn lễ ốc vua vàng anh Quang ơi. Tại sống ở Đắk Lắk ở núi quen rồi, bây giờ gặp mọi núi nó hợp quá. Rau dùng mình không có bán nấm tràm rồi ta? Có ở Phú Quốc anh Quang ơi, nhưng mà rất là hiếm chứ không phải như nấm gom tới mùa đem ra bày bán ra cả đống cả làng như dưới quê mình đâu. Có độ nhẫn thì mà nhẫn nó ngon. Ngon lắm, mà nó giòn anh Quang ha. Giòn. Nếu mà nhìn sơ sơ vậy á, nhìn sơ sơ vậy thì nhìn giống nấm mối. Giống nấm mối, nó đen đen nhỏ nhỏ gì vậy. Nhìn nè. Nhìn hao hao nghe thì giống nấm mối nhưng mà nó không phải, nó là nấm tràm. Mà con nấu cháo ăn là như là ngon lắm á. Dạ. Nó mọc theo dắt núi hay gì không? Không phải. Cái tràm núi của mình đó. Rồi nó mọc xuống. Rồi nó có nấm nhảy ra giống như những cái cây mình để giống như tay lên nấm vậy đó, làm nấm vậy đó. Dạ. Trong cái tràm á. Dạ. Tràm núi. Con này sao? Út lấy ra đó. Nè. Dễ hả? Út lấy phải im cái gì Út? Ô. Im không? Con này bự chứ cũng dễ lắm nè anh Quang. Con Út nè. Dùng cái tay. Ồ. Ừ. Có mày nha. Ừ. Hơi cái mày ra. Đó. Dễ. Đủ lễ. Mấy chú cháu mình nói kêu vừa vừa ăn cho hết không có phí. Mình kêu nhiêu đó thật sự mình ăn phải ăn gán đó cả nhà. Ăn nấm chàm ăn bằng tâm nó mới sang. Nấm chàm giá trị nó cũng cao. Nãy mình không biết mình có nghe lầm không? À, em nhân viên nói một dĩa gì là 50 ngàn. Mà để thưởng thức đặc sản nấm chàm mà dĩa 50 ngàn thì nó không mất đâu. Rẻ. Nãy nghe nói nấm chàm nó khoái rồi. Rồi. Nấm chàm nhiều bà con hỏi bạn ơi có nấm chàm sấy khô không? Đặng gửi đi nước ngoài. Mà hiếm á cả nhà không có. Tại vì cũng năm á là ra có trồng người Huế á, là tới mùa là có là gửi về cho ông nội. Dạ. Ngon. Ăn cái đùi đi. Út kìa, bắn kìa. Không, em thích cái cánh. Út ui cái đặng đi Út, cái mề kìa. Ui cái mần. Ê cái mặn mới ăn cái mề chứ ui cái mặn sao mà ăn cái mề được. Ui cái mặn là ăn cái mùi. Út với cha con giống nhau là thích ăn cái mề nè. Dạ. Ê cái mặn hả? Ui ê cái mặn, ê cái mặn. Thấy không Tin? Ê cái mặn là gì Tin? Là ăn cái mề. Thôi giờ đừng có lẹo lửa như thôi lum ra. Được đâu. Được đâu à. Hồi nãy là Út có hứa với cả nhà là lên máy live cam chia sẻ cái khung cảnh ở đây, nhưng mà cả nhà thấy hiện tại là mấy chú cháu mình đang núp ở trong căn căn nhà chờ, quá trời mưa rồi. Giờ chắc là mấy chú cháu mình về hẹn một dịp nào khác đi ha, chia sẻ cho cả nhà sau. Chắc là hẹn cả nhà dịp khác đi, mình quay tổng quan cho cả nhà xem cảnh thì rất là đẹp nha. Có núi có sông rất là đẹp, nhưng mà giờ này lên live không được tại vì trời mưa đó cả nhà. Video thì cũng đầy, gọi là hình ảnh thì cũng không đầy đủ mấy. Cả nhà nhớ thông cảm giùm là được rồi. Rồi hẹn mấy chú cháu mình về Gạch Giá đi, rồi đi về Gò Quao nữa, chắc cũng 8-9 giờ tối mới tới nhà đó. Rồi cả nhà thông cảm lần nữa, cả nhà thông cảm nha. Chào cả nhà, Tin ơi, chào bà cô chú nha con. Mưa cô Tin buồn. Cô Tin đòi đi nữa nhưng mà mưa rồi, bà cô chú ơi. Mình về hết. Về con ơi.